chơi nhà đâu cần phải tế chế đâu. Lần sau đừng có giờ rủ em quay clip nữa. Anh ra gầm cầu ngủ luôn đi. Ủa gì vậy trời? Nhắn riêng coi đi. Thôi chịu rồi các bạn ơi, hồi nãy mình ở nhà mình rủ chơi đồng ý chơi rồi, bây giờ cái nói vậy thôi chịu biết không? Chịu thôi. Không lẽ clip đây là clip cuối cùng hả? Chịu rồi các bạn. Tự mình báo mình rồi các bạn ơi, tự nhiên không biết không dặn mình rồi, mình đây kêu mình ra gầm cầu ngủ thôi chịu. Chịu rồi các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một chiếc clip á, là bán nhà, bán xe, bán tất cả những gì mà mình có. Gì vậy trời? Nhưng mà mình bán một mình á thì nó không có vô các bạn, cho nên là mình sẽ đi báo người ta nha. Đó, mình sẽ qua bên nhà bé Dương để mình rủ bé Dương đi bán phụ mình nha các bạn. Ai? Bé Dương. Ngày hôm nay em làm gì nha? Ủa em mới nhà làm gì cả em, chứ em cũng chiêu chiêu nè, em ngắm mưa nè. Thấy chưa? Hợp chưa? Đi chơi không? Không không. Cái gì vậy trời? Đi chơi đi, vui lắm. Không không không. Mấy câu điều mà không xong đi. Tôi trời chơi, anh đi về đi, đóng cửa chén khác, tạm biệt. Rồi ok, bây giờ mình với bé Dương sẽ bắt đầu chơi trò chơi tái chế nha các bạn ơi. Đó, bé Dương hồi nãy là bé Dương nói chơi rồi nha. Rồi bây giờ vô chơi thôi, let's go. Ủa cái này có cần quay số sắc không mà? Dĩ nhiên là có rồi, quay vô số nào á thì mình sẽ tái chế một món đồ đó nha. Và đồ đó thì hiện tại là mình chưa có thấy được ở phía sau rèm nha. Đó, vẫn là một ẩn số. Ôi hồn hấp dẫn chưa hả? Đúng rồi. Rồi giờ nó quay trước đây. Đây, anh sẽ là người ra trò chơi này cho nên anh sẽ là người quay trước. Số gì đây? Vô số 3. Ờ, Dương thích cho 3 để Dương mở cho. Rồi, mở đi em, cái gì đây? 3 sẽ mua, 3. Rồi, vậy là bây giờ mình sẽ đi bán một con bọ hiếm các bạn ơi, let's go. Ok, mình với bác Dương đã qua được bên campaign rồi nha các bạn. Bây giờ thì đi bán bọ thôi, let's go em ơi. Hiện tại là trời đang ban đêm nữa, không có thấy đường thấy sái gì luôn á. Bán con trùng nè, đây một con ít hiếm. Đó, hiện tại thì có quá chật ít hiếm luôn nè, bây giờ bán con gì ta? Rồi, mình sẽ quyết định là mình sẽ bán con bướm nha các bạn. Tại vì con bớm này nó có 2 con, mình bán bớt 1 con nha. Nhưng mà như vậy thì nó không có hay, cho nên mình quyết định là mình sẽ bán thêm 2 con luôn. Đó là mình sẽ bán thêm con Panama nữa. Vô. Khi nãy bán có 2 con ếch đó thôi, mình thấy nó không được hay cho lắm, cho nên mình quyết định sẽ bán thêm 1 con hiếm nữa nha các bạn. Đó, như vậy mới là chắc chơi nha các bạn. Đó, clip của mình là chất lượng luôn nè. Đó, như vậy thì mới gọi là làm clip chứ các bạn. Đó, mình bán luôn con ếch yêu tinh luôn nha các bạn. Ồ, con trùng cao cấp luôn nè. Bạn muốn bán hay không? Đến lúc mà mình bán mà còn kêu mình có bạn có muốn bán hay không, có nên xác nhận hay không nữa các bạn. Có nghĩa là cái con nó rất là quan trọng luôn á. Nhưng mà bán luôn. Ok, mình quá là chịu chơi phải không các bạn? Đó, mình bán luôn 100 con này kiến luôn nha. Dạ. Rồi, hình như trong quá trình bán mấy con kiến đó mình bán lộn luôn con Panama rồi các bạn ơi. Ok, quá là vui luôn. À, vậy là xong rồi nha các bạn. Ok, vậy là mình đã xong phần của mình rồi nha các bạn ơi. Cho bây giờ đến bá Dương nha. Let's go. Đâu, chờ Dương một xíu. À, chờ, quên tháo giấy xúc xắc mất tiêu rồi. Chờ một xíu. Ủa gì vậy? Do nè. Số 5. Đây, anh mở cho. Đó, cái áo. Ta chế cái này đi, đầm hai lê xanh. Có 2 cái thì ta chế 2 cái, trời nhiều đồ trùng quá vậy. Ta chế cái này đi. Được 108 mầm. Ok, xong rồi. Ok, vậy là mình với bé Dương đã xong cái phần tái chế rồi nha các bạn. Bây giờ đến lượt mình nha. Không biết là lần này là tới mình sẽ bán cái gì nữa đây. Hi, số 2. Do đây. Anh mở gì? Mất công Dương mở là cho Dương xui. Let's go. Ok, đá nè, vậy thì tái chế. Rồi, đi anh. Vậy mình đi bán đá nha các bạn. Let's go. Rồi, hiện tại mình đang ở chỗ bán đá nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi đây mình bán một viên đá quý nha. Viên nào quý nhá, anh bán hết cho Dương. Bán 2 viên luôn cũng được. Đây. Kìa, bán 5 viên luôn anh ơi. Vô. Rồi, bây giờ mình sẽ bán viên kim cương xanh nha các bạn. Kim cương xanh. Trời ơi, mắc hết một viên đá quý rồi. Hiểu rồi. Có luôn nha. Đó, sản phẩm đã chọn, đã được bán. Xong luôn, khóc luôn. Ok, vậy là mình đã bán xong viên đá rồi các bạn ơi. Bây giờ thì tiếp tục đến với Dương nha. Lần này không biết với Dương sẽ hy sinh một món gì đây. Let's go. Ok, tới tôi nhà vô nè. Đấy. Cái nhà em có gì với số 5 á. Thôi lại. Sao hay bán áo quá vậy? Số 3 có rồi luôn. Số 5 nữa. Ừ, bán hết quần áo luôn rồi trời. Số 5 hoài. Mới đi em có mà bán anh thì có. Số 6. Anh muốn mở đúng không? Đó anh mở đây nhờ anh á. Hi, bán một món đồ chơi. Rồi luôn. Oh no. Rồi bây giờ em móc món đồ chơi trong túi của em ra đi. Món nào là quý nhất vậy? Nào quý nhất ta, sao thấy món nào cũng xấu vậy? Chào anh nha. Anh ngửi thử không? Thơm lắm á. Nè, ngửi thử đi. Vậy là bây giờ em sẽ bán món bông này hả? Dung. Rồi, vậy em bán đây. Ủa không ăn tôi lại, không phải ngăn tôi lại chứ. À, đang làm thử thách không ăn được. Ok, bạn đã nhận được điểm mầm ngon, bạn nên mầm. Ok, vậy là bé Dương đã bán xong một món đồ chơi rồi nha các bạn. Còn bây giờ đến lượt mình nha, không biết lần này là mình sẽ quay ra cái gì nữa các bạn. Không biết là số 1 hay là số 4 nữa đây. Nếu mà anh quay ra số 1 á, thì số 4 là của em. Còn nếu mà anh quay số 4 á, là số 1 của em. Vậy là anh được quay mà Dương không được quay, không công bằng miếng nào hết á. Dạ thôi, giờ em quay, nhờ cho em quay á. Vô. Ok, vô. Nhưng mà cái này em quay cho em nha. Rồi. Cái gì vậy? Số 4. Ôi gì vậy? Rồi bây giờ anh sẽ mở cho em nha. Còn cái kia là của anh.
Rồi bán một chiếc xe xong luôn. Không mấy em còn chơi đâu hả? Không được nha. Ai kêu dành chi, hồi nãy tôi kêu tôi quay cho không chịu rồi, dành quay bán xe đi trời, cho mấy bạn đỡ kìa. Bán xe trời ơi, nhà đâu không có rồi còn cho bán xe nó, để coi nào, xe nào nãy trời. Rồi trời, trong thời gian mấy Dương suy nghĩ bán chiếc nào thì bây giờ mình sẽ qua đây mình coi mình bán cái gì vậy các bạn ơi. Anh bán một con cá chứ không phải nhà nha, bán cá. Không mấy mình đổi được không, Dương muốn bán cá. Gì trời? Đó thôi chịu đi em ơi. Rồi mình sẽ đi bán cá thôi, xong rồi tới với Dương sẽ trả kèo và bán xe cho các bạn xem nha. Let's go. Rồi hiện tại mình đang ở chỗ bán cá nha các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vô bán một con cá hiếm nha. Let's go. Bán con hiếm nhất đi. Dĩ nhiên rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bán con hiếm nhất nha các bạn. Con hiếm nhất của mình là con rồng nè, đó nó là nền vivid luôn các bạn ơi. Ê, tại sao có tận hai con rồng luôn? Chứ sao trời, bán nha các bạn ơi. Vô, sản phẩm đã được chọn, đã được bán. Dạ. Rồi đó, anh bán xong rồi đó, giờ tới em kìa, bán chiếc xe đi. Chiếc xe em tính bán chiếc xe nào vậy? Tôi đang phân vân. Cái gì vậy trời? Nhưng tôi bán cái xe này. Rồi, vậy là Bí Dương sẽ bán cái cục kẹo lăn tròn nha các bạn. Rồi rồi, em bán, em nhớ quay màn hình lại cho các bạn xem nữa nha. Ôi mày, cô Teo mà anh chạy từ lại, Dương chạy thêm một xíu cho anh coi. Gì vậy? Cô Teo. Cô Teo, mà chạy lần cuối trước khi bán hả? Oh no. Rồi, Bí Dương đang trải nghiệm lần cuối trước khi chia tay cái chiếc xe cây kẹo nha các bạn. Chịu rồi. Được rồi, giờ tôi bán nè. Không cần gì hối tiếc hết á. Bấm vô tay chế nè. Bấm vô xe nè. Kẹo lăn tròn 360 mầm. Tay chế luôn. Oh no, 360 mầm. Sẵn nữa đó, không chế nhà đâu, cần phải tay chế đâu. Lần sau đừng có giờ rủ em quay clip nữa. Anh ra gầm cầu ngủ luôn đi. Ủa gì vậy trời? Nhắn riêng coi đi. Thôi chịu rồi các bạn ơi, hồi nãy mình ở nhà mình rủ chơi, đồng ý chơi rồi bây giờ cái nói vậy thôi chịu biết không? Chịu rồi. Không lẽ clip đây là clip cuối cùng hả? Chịu rồi các bạn. Tự mình báo mình rồi các bạn ơi, tự nhiên không biết không dặn mình rồi, mình đây kêu mình ra hầm cầu ngủ rồi, chịu. Chịu rồi các bạn ơi. Ủa chịu rồi các bạn ơi, chạy ra mất tiêu luôn rồi. Để mình xem coi không biết là đi đâu rồi nhờ. Thôi xong luôn rồi các bạn ơi, Bí Dương up game luôn rồi. Chịu rồi. Mới rủ qua clip có một xíu mà dặn hờn rồi. Biết nói gì giờ. Chịu rồi các bạn ơi. Đúng rồi, tự nhiên mình chạy qua bên Bono Bono mình mới nhớ đó, không biết có bạn nào giống như mình hay là quên hay không hen. Thì nhiệm vụ này nó cũng khá là quan trọng luôn á, nhất là những bạn nào mà mới chơi luôn đó nha. À, khi các bạn qua đây á, các bạn làm nhiệm vụ này các bạn bốc thăm á các bạn. Đó, đây nè, gặp cái anh Bono Bono nữa các bạn. Nhiệm vụ bốc thăm thì cũng khá là thơm bơ á, mình nghĩ những bạn nào mà mới chơi đặc biệt là tới hè này nè các bạn. Đó, tới hè thì những bạn mà tạo nick chơi lại rất là nhiều luôn, với lại những bạn nào mà ban ạch á, để tạo lại chơi á thì các bạn nhớ làm nhiệm vụ này nha, để quay số nha các bạn. Không biết các bạn nào còn nhớ hay không nữa. Bốc thăm chứ nhầm, sao mình cứ lộn qua quay số hoài à. Đây, các bạn chỉ cần kéo xuống các bạn kiếm Bono Bono nha. Đây, xem tất cả vật phẩm nè các bạn. Đó, các bạn bấm vô đây và các bạn sẽ kiếm cái chỗ mà bốc thăm nha. Đây bốc thăm nè các bạn. Thì ở cái bốc thăm này nó rất là ngon luôn. Nó vừa có cần câu vivid nha các bạn. Câu 46 á các bạn, vivid luôn nha. Nó rất là thơm bơ luôn á các bạn. Với chiếc xe nữa nè. Đó. Chiếc xe vừa có xe chạy nè, vừa có cần câu nè, vừa có bộ đồ nè, mà vừa có cây cuốc nữa các bạn. Đó, đi đào khoáng sản ngon luôn. Ui, vừa có phương tiện đi ở dưới nước nữa nè. Rồi có thảm luôn. Đồ nội thất một nồi luôn. Quá là hấp dẫn luôn các bạn. Vậy là clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Còn tối nay thì mình ngủ ở ngoài hầm cầu rồi. Bye bye, mình đi ngủ đây.